sân vận động Thống Nhất dự kiến sẽ có một đợt cải tạo lớn trong thời gian tới. Cụ thể là sẽ xây mới hoàn toàn khán đài B bằng nguồn ngân sách của thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, ngay từ trận mở màn của mùa giải 2023-2024, khu vực trung tâm của khán đài B sân Thống Nhất đã dừng sử dụng và đóng cửa để đảm bảo an toàn cho khán giả vào sân. Khu vực hai bên cánh khán đài B và các khán đài khác vẫn hoạt động bình thường. Khán giả vẫn có thể mua vé vào sân. Sân vận động Thống Nhất hoàn thành từ năm 1931, đã trải qua nhiều lần cải tạo và nâng cấp, sức chứa hiện tại của sân vận động này là 15.000 khán giả. Đây hiện là sân nhà của câu lạc bộ bóng đá thành phố Hồ Chí Minh, đội bóng đang góp mặt tại hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Nhiều năm qua, ngoài chuyện cơ sở vật chất đã cũ, sức chứa sân Thống Nhất nhỏ không đủ bù cho chi phí bỏ ra, là nguyên nhân cản trở việc tổ chức các trận đấu có đội tuyển Việt Nam hoặc các đội tuyển quốc tế tại đây. Hy vọng sau đợt nâng cấp này, sân vận động Thống Nhất có thể tổ chức các trận đấu quốc tế lớn, đáp ứng lòng mong mỏi của người hâm mộ bóng đá khu vực phía Nam.